Thưa cô chú anh chị nha, mấy cái phần này mảo bỏ trái cam đi. Trái cây bánh với cam và gạch giá với bánh mì nước nữa, và coi như là bữa nay khởi hành đi cho người vô gia cư với mấy cái người mà nghèo ở ngoài á, cho họ dùng. Để giờ đang vô phần quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy việc làm của em có ý nghĩa thì cũng xin cô chú anh chị like và cho tụi em. Đây là phần mà tụi em đi làm đó. Cái này là làm việc nhà của nhà không cô chú, hoàn toàn là không có tiền bất cứ của từ thiện nào hết trơn đó. Cái này là tự chúng em phát tâm, rồi tiền của chúng em làm, chứ chúng em không có nhận tiền bất cứ của ai hết. Của ít lòng nhiều có thì làm không có thì thôi, chứ tuyệt đối là tụi em chỉ làm theo cái tấm lòng của tụi em, chứ không có nhận tiền từ thiện của bất cứ người nào hết. Cho nên tụi em có bao nhiêu thì tụi em làm bao nhiêu, thì chỉ mong là cô chú anh chị có quý có mến có thương, thì xin cô chú anh chị đăng ký và like cho tụi em, rồi để động lực cho tụi em để làm được nhiều hơn cho bà con mình nhiều. Kính thưa cô chú nha, bắt đầu mình từ Bình Dương đổ ra ngoài Gạch Giá để bắt đầu đi cho các quý cô bác vô gia cư nghèo như quý vị đó. Giờ bắt đầu mình đang khởi hành đi nè. Giờ là điện đang có mặt trên con đường Phan Thị Gàng chạy về đi qua bên chấp đảo một vòng đường 3 tháng 2 để coi tiếp tục để hành trình cho các cô chú vô gia cư nha quý vị đó, cho người ta món quà nha quý vị, mong quý vị hiện tại giờ hiện đi tới chỗ đình cụ Nguyễn đó bà con. Bữa nay là đình mới có chuẩn bị sửa soạn nè, chứ chưa có vô lễ. Khi nào vô lễ thì sẽ quay cho bà con xem ha. Bây giờ là hiện đang đi cho đồ người vô gia cư, chỉ đang đi ngang đường đình ra thấy đình hơi có sự nhóm nhóm vui. Quay cho cô chú coi đây nè, trại số 3 cơm bắt đầu đang dựng lại rồi đó chú. Đây tới bên đây là bên đường cô ơi, có bánh mì gửi cho cô nè cô. Giờ gửi cho bà con ổ bánh mì với một bọc trái cây. Bà cụ nói sao đây nè,
cho bà cụ đi. Bà cụ ơi, có bánh mì cho bà cụ. Bà cụ ơi, bánh mì với bọc trái cây nha cụ. Cụ để dùng cụ ăn nha. Cụ đi đâu tối cụ? Dạ. Bà bệnh hả? Hả? Bà cụ bệnh hả? Dạ. 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 Để lấy cho cụ thăm được này. Cho cụ mua thuốc uống. Bà cụ ở đâu làm? Trong mình ở ngoài cầu Bình Chư nè cậu. Vậy đó hả? Rồi gửi cho cụ 50.000 để cụ uống thuốc nha. Rồi cảm ơn cụ nha. Để quay cụ vậy rồi để bà con xem. Rồi nếu mà có ai làm phước làm thiện gì người ta kiếm cụ để giúp đỡ cụ ha. Rồi vậy chào cụ không đi nha. Đi thông thường cụ đi vậy mấy giờ cụ mới về? Cũng 9 giờ mấy à. Vậy đó hả? Tới nhà. Rồi rồi cụ còn con cháu gì không? Cháu thì còn nhỏ, cha nó đi ra biển rồi té xong chết đó. Rồi dạ. Mẹ nó giờ mằng cũng phát hiện lên mằng hồ cũng dạ. Nghiệp hoài. Rồi con cái? Rồi hai đứa con của nó cũng làm rồi mình cũng mặn phụ vô thêm. Dạ 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 trại ha cụ ha. Dạ. Gán dưỡng sức khỏe nha cụ ha. Dạ. Rồi giờ con quay cụ vậy rồi con có đăng lên clip rồi nọ thì cũng được hả cụ ha. Dạ. Rồi rồi cảm ơn cụ nha. Dạ con đi. Cảm ơn cậu. Dạ cho cậu ăn bữa tối này cũng ấm lòng. Giờ có tiền mua thuốc uống cụ ha. Rồi chúc cậu dạ. Nghèo đi xin ăn rồi kiếm tiền mua thuốc uống ha. Gia đình thì ai cũng khổ hết trơn, con cái cũng khổ. Cho nên người ta chỉ là cần bà con giúp đỡ đó. Thành ra mình thì có ít thì mình làm ít như vậy, cho bà ổ mì rồi với một hộp trái cây. Rồi với hồi nãy bà có nói là bà bệnh quá cũng đi xin để kiếm tiền để mua thuốc uống, cho nên mình cũng có một chút tiền để giúp cho bà, để uống cho bà. Hồi nãy là cháu nó có đem qua bên cho bà kia, cụ kia đang lâm gác đó. Bữa nay được thằng tối cũng ấm lòng rồi, thấy tội nghiệp quá à. Ráng làm được bao nhiêu làm giúp người ta vui mình vui. Rồi cho ổi mì nha. Ổi mì nha. Rồi cho đứa nhỏ luôn kìa. Con ơi sao đi đêm vậy? Đi lượm đồ hả? Hả? À. Rồi mấy đứa nhỏ thấy thương ha, thấy tội nghiệp ha. Rồi lâu lâu mấy chú cái này là mấy anh em luôn hả vậy? Anh em hả? Rồi dễ thương ha. Hả, à, quay cho cô chú coi đó. Mấy đứa cháu. Gấu bà cảm ơn cậu. Cảm ơn bà con nha. Rồi thôi. Đi về tối ngủ nha. Chú thấy không, mấy đứa nhỏ nó đi dọc đường vậy đó, thấy thương. Còn cái ở nhà giờ này ngủ rồi. Mấy đứa nhỏ con đi lang thang vừa để kiếm cái này kiếm cái nọ sống, thấy thiệt là thương vô cùng. Đời vô thường, mình làm được điều gì thì mình làm. Bữa nay đâu biết chuyện ngày mai, cho nên tụi em rất là cố gắng làm những việc này. Mong cô chú ủng hộ cho tụi em đi. Đây là đường 3 tháng 2. Ê, thấy bà cụ ở bên đường đó rồi nghe. Quay qua đi gỡ cho bà cụ. Đây là phải đảo đi một vòng nữa mới thấy bà cụ đang ngồi ngoài đường. Xin quý vị, dạ thôi, đây là được ba đến hai, với quà cho bà cụ.
đỏ luôn. Chỗ này chỗ đèn xanh đèn đỏ nè, gửi cho bà cái rồi mình đi. Đó, gửi đi. Bà gửi quà cho bà ơi. À, có bánh mì với bịch trái cây á. Dạ. Rồi cho bà dùng. Bà ở đâu đúng không bà? Ở trên chợ Bình Hưng. Vậy đó. Rồi dùng nha. Dạ dạ. Dạ lạnh. Rồi thông thường bà ngồi ở đây mấy giờ mới về? Chúng về hả? Dạ. Rồi thôi bà dùng đi ha. Rồi. Con đi. Tại giờ đang ở đường 3 tháng 2. Tiếp tục hành trình. Đi cho tiếp. Kìa. Cô có quà, có bánh mì với quà từ thiện á, cô có lấy không? Nhận thì gửi cho cô. Bữa nay đi lượm giấy hả cô? Giờ tối vậy ha. Quay cô lên ha. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, tiếp tục hành trình nữa. Sẵn cho phụ luôn đi. Chạy luôn đi. Chạy luôn đi. Chạy luôn đi. Coi như là mình tặng quà cho bà con đó, là coi như là mình không có để ai hết trơn đó, chỉ là bà con nào mà có nhu cầu đó, là hiện đều cho hết đó, quý bà con cô bác người ta có nhu cầu thì chỉ cho, chứ thì không có gặp người nào có nhu cầu thì cho, chứ thì không có cho bằng cái tấm lòng chân thành nha cô bác. Bây giờ là thiện cháu bắt đầu trên con đường đổ về đường Nguyễn Dương Trực, đang tiến hành để về ổng tập quan. Đây là tổng tập quan của thiện. Chú đảo vô chợ Bắc Sơn rồi. Mình có không thông quan này đẹp quá. Thấy chú bạn đấy. Thấy không? Thấy là cụ xe và cụ á. Cặp sát vô gửi cho bà đi. Rồi. Đến chút. Gửi cho bà một bịch trái cây. Dạ, với một ổ bánh mì để bà dùng ha. Bà bán với số hả bà? Dạ, bán hết chưa bà? Dạ, hết rồi ha. Đấy, gửi cho bà bịch trái cây. Rồi, bà dùng nha. Rồi, thôi, cảm ơn bà. Rồi, cảm ơn. Rất là mừng. Đây là điều kiện chung. Tiếp tục hai chú cháu hành trình nữa đi dài. Đây là đường Nguyễn Dương Trực đi dài về cái sỏi luôn đó cô chú. Hai chú cháu tiếp tục cho bà con mình nữa, thấy ai mình cũng quý mến, ta rất là tội nghiệp luôn. Rồi có bịch trái cây nữa hả? Từ đâu tối vậy? Đi kiếm tiền anh ơi. Kiếm tiền hả? Kiếm tiền đưa con bà già để mất rồi qua đời rồi. Ờ thằng đó mẹ nó bỏ đi rồi. Nhà ở đâu?
Đàn Yên. Nhà xứ à? Nhà xứ Đàn Yên. Dạ, Đàn Yên hả? Đàn Yên ở trong chỗ của Đàn Yên từ Trường Bắc luôn. Dạ. Ở này giờ nếu nó đi xin vậy rồi giờ có quay cái clip này lên mà lỡ đăng mà có nhà từ thiện này nọ đó là ủng hộ sư rồi sư chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu phải không? Để vô trời Đàn Yên trong chỗ là trời nồng mới cà phê em. Em cũng ngồi để cũng quán cũng cà phê cà phê em. Chân thành cảm ơn anh ở dưới đại bờ của đội với đội bé nha. Ngô Hoàng. Ở dưới đại bờ nha. Rồi cảm ơn nha. Ngô Hoàng. Bình thường ha. Từ ở đây là mới xuống cầu quay nữa quý vị. Dạ. Những cái gì? Đang là về luôn. Xin chào quý cô bác.